Tyson Fury so găng với Francis Ngannou sẽ là lần thượng đài đầu tiên kể từ khi anh thống trị Derek Chisora trong trận bảo vệ đai WBC vào tháng 12 năm ngoái tại London. Tyson Fury bất bại, võ sĩ đang sở hữu đai vô địch hạng nặng WBC, được thống kê là người được yêu thích nhất khi đạt tỷ lệ ăn chia lên đến 13-1 để đánh bại Francis Ngannou của Cameroon, một cựu vô địch hạng nặng ở môn võ hỗn hợp của sân chơi UFC. Sẽ là một cơn địa chấn nếu Francis Ngannou giành chiến thắng trong trận chiến với Tyson Fury. Mặc dù bị hầu hết mọi người nhận định không có cơ hội thắng Tyson Fury, nhưng Ngannou vẫn tự tin có thể khiến Fury nhận thất bại đầu tiên. Ở Ả Rập Saudi vào cuối tháng 10, Francis Ngannou sẽ không có ai khác ngoài Mike Tyson, bởi võ sĩ người Cameroon này đã quyết định chọn Mike Tyson làm huấn luyện viên cho mình. Sở dĩ võ sĩ người Cameroon chọn Mike Tyson hướng dẫn kỹ thuật đấm bốc vì trong sự nghiệp lẫy lừng của Mike Thép, các bại tướng của ông phần lớn đều có thể hình vượt trội trên võ đài. Các nhà tổ chức cũng có được danh sách những tên tuổi trong thế giới những người khổng lồ tham gia làm nóng cho sự kiện chính như Martin Bacole, Carlos Stankam, Feo Wally, Joseph Parker, Simon Kinn. Feo Wally đang có kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp hồi tháng 4 năm 2017. Trong năm 2023, võ sĩ 28 tuổi người Anh này từng cùng với Michael Polakoffi so tài ở London, một trong những trận đấu phụ làm nóng cho sự kiện chính giữa Anthony Joshua và Jermaine Branglin. Đối thủ trong lần thượng đài thứ 17 của Feo Wally được xác định là đồng hương 26 tuổi David Adelaide, nhà vô địch châu Âu của WBO. David Adelaide đang có thành tích bất bại với 12 trận thắng liên tiếp kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp hồi cuối năm 2019. Sau khi hạ gục Dimitro Bijic, thì 4 tháng sau, David Adelaide được thiết lập so găng với thách thức Admatovic, đối thủ mà David Adelaide đã có nhiều cú đấm chất lượng khiến đối thủ người Đức gốc Serbia chỉ thi đấu được 5 hiệp. David Adelaide sẽ là thách thức đáng gờm cho danh hiệu Vương quốc Anh mà Feo Wally đang giữ, đồng thời cả hai cũng sẽ tranh danh hiệu hạng nặng còn bỏ trống của khối thịnh vượng chung. Joseph Parker là tên tuổi lớn của quyền Anh New Zealand và thế giới khi nhân vật này từng là nhà vô địch của WBO hồi cuối năm 2016 khi thắng điểm Andy Ruiz Jr. tại quê nhà trước khi bị Anthony Joshua tước đai WBO vào tháng 3 năm 2018 trong một trận đấu thống nhất 3 đai được tổ chức tại Cardiff. 4 tháng sau, Joseph Parker phải chịu thất bại thứ hai vì thua điểm Darian White. Joseph Parker tìm lại hương vị chiến thắng vào cuối năm 2018 khi hạ knock out Alexander Blogres ở hiệp thứ 3. Chiến thắng giúp Parker thêm tự tin để sau đó thiết lập 5 trận thắng nữa. Nổi bật là chiến thắng trước đồng hương Jonofa. Thắng điểm trong cả hai cuộc so găng với Derek Chisora, Joseph Parker được thiết lập so găng với đối thủ bất bại Joe Joyce để tranh danh hiệu tạm thời còn bỏ trống của WBO. Joe Joyce chủ động áp sát nhưng khó đạt được mục tiêu vì Joseph Parker di chuyển linh hoạt. Đồng thời võ sĩ người New Zealand cũng bất ngờ phản đòn khiến trận đấu sôi động ngay từ đầu. Mục tiêu của võ sĩ nước chủ nhà cũng bước đầu đạt được khi Parker dính đòn ở hiệp 2. Joe Joyce tiếp tục chủ động dồn Parker vào dây đài, nhưng võ sĩ người New Zealand hóa giải thành công bằng pha phản đòn. Sau đó, Joseph Parker chủ động tấn công bằng pha liên hoàn thì anh cũng nhận của Joe Joyce một pha phản đòn nguy hiểm. Cựu vô địch của WBO cố gắng phá sức của Joe Joyce nhưng võ sĩ người Anh không bị cuốn theo. Parker bị Joe Joyce tấn công bằng cú móc liên hoàn và tiếp theo là một đòn vào cơ thể. Trận đấu sôi động khi Parker cũng đáp trả tương xứng. Joe Joyce lại ép Parker vào dây đài với hai đòn vào cơ thể và sau đó là một cú đấm cực mạnh khiến Parker bị thương. Võ sĩ người New Zealand cố gắng phản kháng bằng việc tung những cú đấm mạnh mẽ để hạn chế sức ép của Joe Joyce. Joseph Parker tung đòn cực mạnh khiến Joe Joyce đỏ mặt nhưng võ sĩ người Anh vẫn duy trì khả năng áp sát. Joe Joyce không để Parker có thời gian nghỉ ngơi khi tăng tốc ở hiệp thứ 6. Parker lại bị ép vào góc đài, kèm theo là cú đấm vào cơ thể và một cú móc trái. Joseph Parker liên tiếp dính đòn khi bị ép vào dây đài. Parker cũng cố gắng tìm cách giải dây trước quyết tâm của Joe Joyce, nhưng sức ép lại càng tăng. Một cú đánh phía trên bên phải khiến Parker lại dựa vào dây đài. Cuối cùng, Joseph Parker cũng buộc Joe Joyce giảm nhịp độ tấn công khi tung một cú móc trái và sau đó là một đòn vào người khiến Joe Joyce khựng lại. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh thực hiện 3 cú đánh liên tiếp giúp anh duy trì thế tấn công ở hiệp thứ 7. Pha liên hoàn của Joe Joyce khiến Parker bị thương ở mắt phải, thêm một đòn thẳng vào người và một cú móc phải của Joe Joyce khiến Parker quay cuồng trên sàn đấu. Máu chảy ở vết cắt khiến Parker gặp khó khăn. Parker nhập cuộc hào hứng ở hiệp 11, nhưng Joe Joyce vẫn mạnh mẽ với một loạt cú đấm chất lượng. Đòn tay trái khá nhanh của Joe Joyce khiến Parker loạn choạng và ngã xuống góc đài. Dù cố gắng đứng lên để đáp ứng yêu cầu của trọng tài Steve Ray, nhưng mọi chuyện kết thúc với võ sĩ người New Zealand.
Năm 2023, Joseph Parker đã thượng đài 2 lần và đều giành chiến thắng. Trong đó, Parker chỉ cần 1 phút 30 giây là hạ gục Faiga Obelu trong lần đầu tiên chiến đấu ở Australia. Đối thủ trong lần thượng đài thứ 36 của Joseph Parker được xác định là Simon Kim, một đối thủ đến từ Canada. Simon Kim từng thắng 23 trận sau 24 lần thượng đài. Tuy nhiên, Simon Kim chưa từng trải qua những thách thức lớn trên võ đài chuyên nghiệp. Võ sĩ người Canada có sức mạnh nhưng lại kém về kỹ năng phòng thủ và tấn công so với võ sĩ người New Zealand. Vì vậy, một chiến thắng cho Joseph Parker là hoàn toàn có thể xảy ra. Martin Bacole chuyển sang chuyên nghiệp vào tháng 3 năm 2014. Sau 11 trận thắng liên tiếp, Bacole phải nhận thất bại đầu tiên khi so găng với Michael Hunter vào tháng 10 năm 2018. Trận thắng knockout kỹ thuật trước Marius Watts hồi tháng 4 năm 2019 giúp võ sĩ người Congo này tự tin thiết lập thêm 5 trận thắng liên tiếp nữa trước khi đối đầu với đối thủ bất bại người Pháp từng đoạt huy chương vàng Olympic 2016, Tony Yuka. Martin Bacole trở nên mạnh mẽ hơn kể từ thất bại trước Michael Hunter hồi năm 2018. Khả năng chuyên môn của võ sĩ người Cộng hòa Congo được chứng minh ngay trong hiệp 1. Những đòn cực mạnh liên tiếp được Bacole tung ra khiến Tony Yuka ngã ở góc đài. Đáp ứng yêu cầu của trọng tài, Yuka lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn trước quyết tâm của Bacole. Nhà vô địch Olympic 2016 dù cố gắng đáp trả nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe của Bacole. Những đòn dòng kết hợp với móc phải giúp Bacole chiếm ưu thế về điểm kỹ thuật. Làm chủ võ đài, những đòn dòng của Bacole khiến Yuka dính vết cắt ở mắt trái. Thậm chí đến hiệp 5, võ sĩ bất bại người Pháp còn khuỵu gối. Tony Yuka thắp lên hy vọng từ hiệp đấu thứ 7 bằng những đòn tấn công chất lượng. Võ sĩ người Pháp buộc phải có đòn hạ knockout mới có thể đảo ngược tình hình. Bacole thể hiện sức mạnh của cú đấm trong từng hiệp đấu. Nhiều lúc, võ sĩ người Cộng hòa Congo khiến bao găng của Yuka bị giạt ra từ quy lực của cú đấm. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trong 30 giây cuối cùng với sự áp đảo thuộc về võ sĩ người Cộng hòa Congo Martin Bacole khiến Tony Yuka loạng choạng lao vào dây đài. Dù không hạ knock out được Yuka, nhưng sự vượt trội của Bacole là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, có giám khảo cho rằng trận đấu là cân bằng khi cho hai võ sĩ cùng số điểm là 94 một cách đáng kinh ngạc. Rất may cho Bacole khi điểm số 96, 92 và 95, 93 được hai giám khảo còn lại nghiêng về cho võ sĩ này. Sau khi vượt qua Tony Yuka vào năm ngoái, Martin Bacole đã phải ngồi ngoài gần một năm trước khi hạ knockout kỹ thuật Sevajuski vào tháng 4 năm 2023. Đối thủ trong lần thượng đài thứ 21 của Martin Bacole là Carlos Takam. Carlos Takam từng thách thức danh hiệu thế giới hồi tháng 10 năm 2017, nhưng không thành công khi bị Anthony Joshua hạ knockout kỹ thuật ở hiệp thứ 10 tại Cardiff. Carlos Takam tiếp tục nhận thất bại khi so găng với Joe Joyce và Arlenbeth Makhmudov trước khi tìm thấy chiến thắng trở lại trong cuộc so găng với Tony Yuka hồi tháng 3 năm 2023. Carlos Takam đã bước sang tuổi 42 nên so găng với Martin Bacole thì võ sĩ người Pháp này không có nhiều cơ hội bởi Martin Bacole mới 30 tuổi, đồng thời Martin Bacole cũng đang hướng đến một danh hiệu trong sự nghiệp của mình.